Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Nakaroth. Trời ơi, các bạn biết tại sao mình làm Nakaroth không? Tức quá, tức kìa các bạn. Định mệnh đấy chứ. Trời ơi, hồi nãy mình có chơi clip làm clip về vị tướng Turo ấy các bạn. Và cái kết mình thua rất là lờ luôn, nên ra mình xóa luôn cái clip đó luôn rồi. Mấy nó tức quá, thì tức luôn rồi chứ. Tại vì nhiều bạn comment yêu cầu về Turo quá, nên ra mình muốn vào làm. Trời ơi, gặp mấy anh rừng, mấy anh đêm ý nó bực xung quá, trường ra tức quá, đem ra trận này chơi Nakaroth kiếm trận thắng hay coi. Chứ rồi đôi lúc mà mình chơi game mà mình gặp đồng đội mình nó đánh nó mà nó ngao ngao, trời ơi nó buồn nó chán gì đâu luôn á các bạn. Bởi vậy đem ra mình phải lấy Nakaroth vào đi rừng chém múa lửa lắc mông, chém thí vợ tụi nó luôn cho nó hết biết gọi là thế nào là gọi sức mạnh của Na nhá. Trang phục siêu việt bậc 3 nha các bạn. Buồn làm chi em ơi, xa xa xin gửi lên trời. Ủa, nhìn anh chú béo kìa. Úi giời ơi, từ từ nào. Chơi những cái con tướng khác thì mình không cần thiết lắm. Nhưng mà trên Na các bạn, mà tay của mình nó cứ dính vô là mình không vuốt được chiêu ấy, đó là buồn lắm luôn đấy các bạn ạ. Vì thế nên phải bôi cho nó đầy hai ngón tay vào. Mình chỉ bôi hai ngón tay cái thôi các bạn. Có nghĩa là mình lấy một cái ngón tay cái bên này, xong rồi lấy ngón tay cái bên kia mình xoa vô, cái là xong rồi. Tại vì chơi Liên Quân mình chơi bằng có hai ngón tay cái à. Chứ không phải là mình chơi có hai ngón thôi. Nhiều bạn chơi game ba ngón thì mình nghĩ rằng chắc các bạn phải bôi ba ngón tay cơ. Nhưng mà mình chơi có hai ngón à. Đơn giản như đang giỡn nữa mà. Có phải đầu khó đúng không? Hai ngón là đủ rồi. Có nhiều người chơi ba ngón đánh kinh lắm. Nhưng mà mình thì đánh bình thường như cân đường hộp sữa, đâm ra thì không cần phải kinh. Nói chung là chơi game đủ lên cao thủ gọi là cơ mủ thế được rồi, không cần phải lên quá cao để làm cái gì, trèo cao té đau thôi các bạn. Chơi càng lên cao, rank cao thì càng ức chế chứ làm gì. Chơi game đôi lúc ức chế quá cũng không tốt. Nhưng mà thua nhiều quá là cay cú à, là cũng ức à. Trời ơi, nãy chơi trận nãy trời ơi gặp đồng đội mình cũng đánh nó chán. Với lại các bạn biết sao không? Áp lực các bạn, mình bị áp lực, đâm ra thì đôi lúc nó kiểu như nó bị áp lực quá, đâm ra mình đôi lúc mà mình hay làm clip về vị tướng Na. Các bạn biết để làm gì không? Tại vì mình muốn nhanh có clip ấy. Mới công mình làm cái clip về ví dụ như mình chơi Toro, cái mình làm clip cái đậu xanh nó gặp bổ ui ấy ạ, ui ơi nó thế là trận đó thua các bạn. Trận nãy chơi về vị tướng Toro thua vì đồng đội mình nó đánh nó kiểu như là cứ sao ấy, nó không biết chơi. Nó đánh nó rất là ức chế luôn, di chuyển không biết luôn. Trời ơi là trời, ô ngon, được một em. Thế là mất cái clip, thế là mình không có cái gì up lên. Mình cần phải clip khác mình up lên. Tại vì một ngày mình up 3 clip rồi các bạn, chứ có phải là ấy đâu. Vì thế nên là trận này mình muốn thắng để mà mình sơi clip, có clip rồi. Ê bán ơi, giúp tôi ăn bù đỏ, có con rồng bạn ơi. Ôi sao tu len nó ra, nó khều gọi con rồng xong rồi nó bỏ mình nó đi thế nào ta. Bạn ơi, ơi, cái gì vậy? Trời ơi, là quân que, ai ạ? Đổi xong, mất mạng luôn rồi, con rồng ai ăn ta? Rồi, rồng tem bạn ăn luôn. Tôi không thể tin được tại sao Tulen nó chạy về luôn ý. Thế bạn bỏ cái có 1-2 con quái, bạn giúp mình ăn cái con rồng, bạn khó khăn lắm hay sao vậy? Đấy, các bạn thấy không? Đấy, ăn rồng giúp tem, đấy, ăn thì nó không khen. Đó, chết một cái nó chửi mình ngu, ôi vãi cả lúa. Nhiều bạn ngày xưa hai bạn mới bình luận kêu là anh Hảo đi rừng không chịu ăn rồng bao giờ. Đấy các bạn thấy không? Đấy, chứng kiến luôn. Không phải, các bạn phải nên nhớ rằng một điều á, ăn rồng á không phải các bạn muốn ăn là ăn. Đó, phải có sự hợp tác của đồng đội mình nữa mình mới ăn được. Còn nếu không ý, các bạn giống như mình vừa cái vào vừa rồi luôn. Đấy nhá, hôm sau mà ông nào mà bảo tôi là đi rừng mà không chịu ăn rồng, tôi vả vào mồm luôn. Tôi vả vào mồm cho một cái bóp một cái cho nó tỉnh ngủ. Chứ đâu ra cái đọc bình luận các bạn ấy bảo anh Hảo đi rừng chả chịu ăn rồng gì. Đây ăn thế nào được? Đồng đội mình nó không hỗ trợ thì làm sao ăn? À nên kéo một bầy vào rồi sơi tớ. Bạn nó tuổi gì? Đúng không? Bạn tính làm gì tôi? Bạn muốn làm gì tôi? Na ngu vờ lờ, vãi cả lúa. Bây giờ lại chửi mình ngu nữa cơ. Khổ quá các bạn ạ. Đánh chơi game mà nó chửi suốt thôi. Thế mình đi support. Đấy, rừng của mình nó ngu.
mày có chửi nó đâu, thua thôi. Thế mà team nhau nào mình mới vào nó chưa thua nó đã chửi mình rồi. Vãi cả trưởng ạ. Ok, thích chửi đúng không? Bình thường các bạn, đi rừng là phải chấp nhận số phận. Đấy, không có phải ai cũng như mình đâu. Chơi game gọi là rất là văn minh và lịch sử đâu. Ai ạ, nó bắn phát dọc cơ nó bắn đầu thế nhỉ. Mình đang chờ nó ra đây mình xúc cho nó một phát mà cuối cùng trốn luôn trong nhà các bạn ạ. Người ta chơi game văn minh lịch sử này. Thế mà chứ nó cứ đè mình nó chửi. Chán thế cái gì. Buồn rơi nước mắt. Rơi nước mắt cháy nước mũi. Ẻn là chết nè. Chết nè, một em sắp mặt chưa cưng. Ha ha. Đợi chờ mãi cuối cùng đấy, 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 đấy. Chửi người khác ngu đấy. Quá con cua luôn. Này thì chửi người ta ngu này. Các bạn biết tại sao pha đấy mình không, tại sao lại mình không chạy ra đường giữa mình ăn quái không? Tại vì á, mình mà chạy ra đường giữa ăn quái á, đấy con Daxi nó biết mình sẽ chạy qua ăn con bồi xanh. Với cái số lượng máu như vậy thì mình nó sẽ qua bồi xanh và nó sẽ sơi mình. À, con hàng này nó làm cái gì đây? Chết mẹ. Fit it thôi hả? Đậu xanh Zuka nó chết chứ ai mà. Zuka nó chết chứ ai mà. Chết này. Cay chưa? Em đang cay, em đang cú. Hey. Cay cú chưa? Oh my god. Ngon lành cành đào rồi các bạn. Vô mắn rồi. Úi giời. Trời cha mẹ. Chó chết mẹ. Chết mẹ. Ui. Bây giờ kêu mình ăn rồng nữa hả? Bây giờ có đồng đội mình nó ra ăn rồng ấy, mình ra ăn rồng. Còn không thì thôi. Địa ra solo con rồng lình làm gì? À, con hàng này thì lạc lối là mình lên gối chết luôn. Tiếp theo là bé Toro này. Nhìn bé Toro là mình muốn gọi là thông một phát vào mồm bên này. Omen. À. Chơi này. Ui giời ơi. Trời ơi là trời. Dạ, thịt là khổ quá nha. Làm sao? Chơi không? Một em nữa là bốn em. Một cái va chém rất là mạnh mẽ đến từ Ran Nakaroth. Và mình đã ăn được 4 mạng. 4-1-1 kìa. Cái thằng Joker nó biết mình trong bùa. Nó biết ngay mà. Ui, tốc biến đến từ dốc con nhà bà cơ luôn. Vâng, anh ta vừa làm một cái pha tốc biến vào. Hiện tại đang bị Tulen và vị tướng Zuka cho mình đang tấn công rồi. Như vậy là vị tướng Joker đã nằm xuống. Cái định mệnh mất luôn con bùa xanh. Chán thế. Buồn vậy. Buồn như con chuồn vậy. Mất bùa xanh rồi. Tulen nó sơi mất rồi còn đâu. Cái nội tại của nó ăn các bạn ạ, chứ không phải là Tulen nó cố tình nó ăn đâu, mà do cái nội tại bị mạnh đèn vãi cả trưởng. Anh ơi. Rồi xong, thấy vợ em rồi. Em khổ quá các bạn ơi. Chửi nữa, đúng xanh. Nó chết thì ai chửi nó trời. Mình chết cái nó chửi. Một chít một mà to mồm thế cơ chứ. Khổ vãi cả trưởng. Các bạn không có tội với mình đâu. Giả bộ âm mạng cho các bạn chủ quan tí thôi, ý lộ không. Giả bộ chết một vài mạng cho các bạn chủ quan thôi, chứ có âm đâu. 4-2 mà. Gáy các bạn. Chơi game phải gáy cực gắt. Mà gáy là gáy với các bạn nha, chứ không phải là gọi là chửi cho mình nha. Con người văn minh lịch sự người ta là như thế. Chỉ người ta chửi nhau với các bạn, chứ không ai chửi nhau với các bồ mình bây giờ hết trơn. Không phải giống như mấy thằng quần què đồng đội mình đâu nha các bạn. Mình là người gọi là ở cái đẳng cấp nó khác. Ô kìa, bé ra kìa. Ôi giời ơi. Ổn. Căng nhờ. Căng thế nhờ. Ui ôi. Mạnh mẽ quá rồi nha. Mình thấy thằng ra với cả cái con dốc cơ nó còn xíu máu. Mình nhìn mình thèm quá. Giờ sao ta. Ôi, Alain kìa. Nào, làm sao? Ué, lèo ơi. Con rời này, mày hả bưởi? Ăn được một mạng mà tưởng là to hả? Mày hả mày? Bơi vào đây, mình kiếm chuối này bạn ơi. Bơi vô đây. Về kiếm con bùa xanh cái đã. Kiếm bùa xanh xong rồi chạy ra đường giữa. Đó. Đánh con quái, nó đang bị ở đường dưới rồi. Cố lên, nhanh lên. Ok, ra vào đây xơi con quái này cho con lính nó vào coi.
Dịch vụ giao thừa tới rồi à? Nhanh thế nhờ. Giao thừa còn xíu máu các bạn ạ. Cái đấy mà có nhiều lính là mình băng trụ mình sơi đó rồi. Mình tưởng bạn ấy đang chạy lên đường trên thì mình là mình chặn đường mình. Ê, cơ của miếng ít rồi. Nhưng mà sai. Không đúng. Mình tính là một chuyện nhưng mà bạn ấy di chuyển là một điều chuyện khác. Chơi nó, láo nháo ở bữa ấy. Ô ok kìa, con hàng kìa. Làm sao? Làm sao? Bây giờ bé làm sao? Ôi giời. Ủa, chết tôi rồi. Ui giời ơi, mấy cái đàn bấm tính bấm chát, mấy ghê chứ. Vai cả trường, xém nó là rớt đài rồi. Sao mình chơi game mình nhây thế nhỉ? Nhiều lúc chết vì cái điều gọi là vô cùng gọi là tào lao mình làm. Giống như phải đấy mà chết một cái là ôi thôi xong. Mày thì nhây này chúng tôi này. Nhưng mà hên quá, may quá không chết. Ngon lành đánh đào. Con đi chơi chạy đeo chạy hả? Ui giời ơi. Mày nhà. Xem nữa là bé ra lại dụng chứng với tớ đấy. Chờ mình có con búa xanh cái đã, mình mới quay lên mình chơi cho nó ở đường trên được. Nói chung là bây giờ mình gặp Daxi này. Hoặc là mấy con tướng AD Joker các bạn là mình làm một phát là nát người. Nhanh cho nó vuông, không cần nói nhiều. Mình đang núp trong cái bụi hay là mình đang thò đầu ra đây trời? Ô kìa, con hàng kìa. Hello baby, I am Nagarot nè. Con rời đứng bên kia bức tường nhìn mình với ánh mắt đắm đuối. Nhìn tiệc là hay quá đi nha. Tờ thần này các cậu ơi. Mấy cậu méo ăn tờ thần thì thôi, mình chịu. Với cái số lượng máu như này thì không thể nào mình ăn một mình tờ thần được. Nếu như đồng đội của mình nó hỗ trợ mình thì mình mới có thể có khả năng, chứ còn mình chịu. Kể cả mình đầy cái máu mình cũng ăn được tà thần. Đấy, thẳng luôn. Trong cái trường hợp nếu mình ăn được tà thần phải có vị tướng Tulen, Zubiao, Bayo. Bùm. Chúng nó đấm nó đá. Ây da, sao nó biết mình trong này ta? Thốn thế nhờ. Xuống đường dưới ăn con quái kiếm tí máu coi. Ôi giời, đầy cái máu rồi. Về xưa con bùa đỏ. Quốc nó. Hôm nay bị đồng đội mình nó chửi quá trời luôn. Bây giờ hết đánh chửi rồi các bạn. Dám chửi, ôi người ta múa lửa đắc mông thế này cơ mà. Này bảo chửi nó, bây giờ mình lại đấm cho. Mình lại đấm cho veo mồm lên. Úi giời. Chơi mày luôn này, thằng cô béo. What trời, đông quá vậy? Thì nó đông quá đi thôi. Ôi, chạy đi. Quái trưởng nhờ, để xuống đường dưới kiếm ít quái coi. Đẩy lính lên kiếm ít máu coi. Giờ Nakoro thì mình không cần phải biến về đâu các bạn. Mình ăn vài con quái là mình đầy cái máu ngay ấy mà. Có gì đâu căng. Ăn con rồng nó có đầy máu không trời? Khó lắm. Anh ơi, chết quá em rồi. Ôi trời, má nó ơi, gã con xa, không biết nhà má đâu. Chết tôi luôn rồi. Mình nghi rồi. Nó đốc biến nó chơi mình. Nếu mà mình không bị dính cái nội tại của nó là mình không chết đâu. Nhưng mà dính nội tại của nó mới đau rồi. Tại mình hiện tại đang đi lẹ quá. Bây giờ làm sao mà thắng được trận này ta? Tem bạn ăn được 16 mạng mà tem mình mới ăn được có 12 mạng à? Ừ, 13 mạng rồi vô. Chắc có lẽ mình phải chơi cái chiến thật đấy lẻ thôi các bạn. Trận này căng quá căng rồi. Oh my god. Con hàng này làm sao? Bé ra làm sao? Rồi ra chết chắc rồi, hồi chiêu này. Né. Joker. Chiêu. Nhìn thấy con Joker bây giờ là mình không ăn được nó đâu các bạn. Hai thằng nó rồi mình nó đấm nó đá nó sút cho một phát tung đít ra luôn đi. Nếu mà solo với 1v1 thì mình đập thẳng mặt là chết ngay. Kể cả ra hoặc là bị đứng sốc cơ luôn. Nhưng mà tiếc một điều, hai đứa nó dồn lại, nó dồn công lực lại, nó trưởng mình thì mình không thể nào đỡ được rồi. Úi giời ơi,
đứng xa thế mà con tà thần nó vẫn cào được mình ta. Bố con nhà quản lý quá là vô lý luôn. Thanh niên du béo rồi không chịu hỗ trợ mình ăn rồng ăn tà thần nhỉ, kỳ vậy chứ game kỳ vậy trời. Đậu xanh bây giờ tem nó ra nó cướp con tà thần một cái tôi cắn lưỡi tôi tự tử luôn quá thì buồn lắm luôn á. Bộ mình cái kiểu gì á, đồng đội ăn tà thần mà nó nhất định nó không ra hỗ trợ, đứng ở bên trên nó chơi vậy đó hả, tiệt là kỳ quá đi à. Không có bùa, có con rồng con này, vứt con rồng này luôn đi, mấy chục giây nữa nó sẽ ra con rồng bảo chúa rồi, rồng bảo chúa rồi. Rồi về thả rơi này, thả rồng tiên phong, quá trời rồng luôn, rồng con này, rồng tiên phong, rồng bảo chúa, còn rồng là rồng thôi, quá trời trưởng. Rồi xong rồi béo chết, 2-1 thì không trộn nó cũng què ấy chứ, mua cái gì. Bộ xanh trời chúc nó ra các bạn, sơi con bộ xanh thì mình có cơ hội mình chạy, mình quánh, mình đấm, mình đá được. Mấy hồ bao gì, quá là hồ bao luôn. Chết này, chết này, chết này, chết này, chết, chết, chết đi, chết đi, thì được khổ quá đi đời. Mất mục tiêu máu yếu bây giờ là ra này, Daxi này, Daxi quá được nó không ta? Khó nhờ, không, nếu mà nó không xài chiêu cuối chúng mình là mình đập nó sấp mặt ngay. Chỉ sợ nó xài chiêu cuối nó nổ cái bụp một cái hoặc là mình quét con cua thôi. Nó ăn rồng hoặc mới ăn rồng thì bây giờ mình chịu. Nó ăn rồng thì phải chấp nhận thôi chứ sao giờ, tem thì gọi là 4 người rồi đánh 5 người á. Giờ là mình sẽ chơi chiến thuật đẩy lẻ nha các bạn. Chứ bây giờ mình không đánh không lại tem nó nữa rồi, mình nói thẳng luôn ấy. Bây giờ full đồ rồi thì mình chịu thôi. Ốc lờ, na mày làm cái cờ cờ gì vậy hả? Mình làm gì? Mình làm gì? Mày biết mình làm cái gì không? Đúng là... Đúng, các bạn thấy không? Múa cờ cờ đấy kìa. Các bạn thấy không? Thấy nó chán đời không? Ý tôi lên là bạn ấy bảo mình ra ăn rồng ấy các bạn. Ra đấy mà nộp mạng này chứ ăn rồng gì? Tèm như cờ cờ, nghĩ ngáo ngáo vừa chứ. Bởi vậy gặp mấy cái thằng này nó sân mình nhiều lúc mình chán muốn chết không muốn nói luôn á. Úi giời, úi giời, úi giời. Đánh ngáo ngơ nhưng mà lại cứ hay chửi. Đấy, thế mới tai chứ. Mình mà không đẩy lẻ làm sao bây giờ mà để cho một trăm bạn nó trồn lên một cái đó là mình thua ngay. Trận này là mình bây giờ phải chơi đẩy lẻ thôi các bạn ơi, không đánh thẳng mặt được rồi. Đậu xanh nghe vãi cả thằng đầu đất Kizuka này. Hồi nãy nó chửi mình thì hay lắm, bây giờ nó bảo là ui giời, văn minh lên. Ui giời ơi, vãi cả văn minh ạ. Mấy bạn văn minh với ai trời. Hồi nãy đậu xanh mình bị Hindu nó chửi này, rồi Zuka nó chửi này, xong rồi tới Tulen nó chửi này. Xong bây giờ nó bảo này, văn minh lên. Ui giời ơi, má ơi, đời sợ con da mà. Sợ quá. Tranh nhau khôn, tranh nhau chửi. Ui vãi cả trưởng ạ, à. Em tin được luôn, mê cái thằng ra nó đá khách, có mất luôn cái Angolin hình nộ các bạn. Ôi ôi, cái gì vậy nè. Sao mà căng dữ vậy. Ra đá cái bụp cái mất luôn cái Angolin hình nộ. Trời nó, mình có giáp của mình có liều đoàn bánh ở đây, hãy xem tới đây. Lên trời, chạy đi. Mất liềm. Cái định mất liềm rồi, nhưng mà còn giáp của mình. Mất liềm mà còn giáp. Đợi lẽ tiếp. Ôi Daxi kìa. Con hàng kìa đi đâu? Con hàng đi đâu? Vớ vẩn đi đâu hả bạn? Từ đã mình lên mình đẩy mấy con lính này cái đã. Rồi quốc tà thần, chơi nó. Quốc rơi. Được ăn cả ngã phải không? Được thì lật kèo mà không được thì kèo lật. Đó, chơi nó luôn anh ơi. Chơi ok, có kèo luôn rồi. Ôi giời ơi, đi đâu thế Alain? Bạn đang ngáo ngơ trên cành bơ rồi. Joker, mấy cái thằng Joker này kỳ cục. Cái thằng Joker này, nó ra nó rình nó bắn vào mình. Con hàng Toro béo này. Chạy đâu con sâu? Chạy đi đâu? Chết ngắc luôn rồi. Thì gặp teo nát nó bắn cho thì sát thương phép rồi đỡ làm sao được. Làm sao mà đỡ được? Đấy, hất tung một cái thôi, Joker đấy, cứ gọi là đơ như cái cơ. Mọi người xem Joker chết này. Xem dốc cơ, hãy da. Ây da. Ủa ơi, ghê vậy.
chứ quên bán đồ luôn, quên nữa, bán lên cho nó cái dìu Hyuga. Yeah, các bạn thấy mình đánh ghê không? Đó, hồi nãy Tulen nó hỏi mình, Nam mày làm cái con cười, mày làm cái cười gì vậy? Làm cái gì? Thì bị cánh tiền thấy què luôn nên hỏi là làm cái cười gì vậy? Trời ơi là trời, chơi game kỳ cục. Đấy, thấy không? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy mình đi rừng chưa? Tem sắp mà lờ luôn nhưng mà mình vẫn gọi là gánh nổi đấy. Ăn hên thôi. Nếu mà xui xui là vẫn thua bình thường. Nhưng mà thắng là vẫn vui đấy các bạn, lật kèo, ngon rồi. Được. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nhớ cho mình một like và đăng ký kênh và lại comment nha. Nếu các bạn nào mà muốn mua nick đi vào shop của mình dưới phần mô tả video, hoặc là mình sẽ ghi cái bình luận ở trên cùng cho các bạn truy cập vào shop của mình để mua giúp mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Nếu các bạn mua nick và bị lỗi thì nhắn tin hỗ trợ.